chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Exeter 135 độ một cái mẫu xe đẹp đang dần bị lãng quên. Theo trào lưu chơi xe này thì người dùng đang đi theo phong cách là hoàn toàn mới, hiện đại hơn với công suất động cơ cao hơn, khiến nhiều cái mẫu xe đình đám thời cũ bị dần đưa vào quên lãng. Điển hình trong đó là Exeter 155 số sau khi đã có mặt phiên bản Exeter 150. Khoác cho em nó một áo full đen vô cùng lịch lãm, kết hợp cùng với phong cách tem mang hơi hướng là LC 105 của Malay, được biến tấu lại đẹp hơn rất nhiều qua ý tưởng làm đề can của người thợ Việt. Phần đờ mi vẫn sử dụng cái công nghệ là OD kết hợp cùng với 4 bóng O-Lock chia đều ở hai bên, tạo điểm nhấn cho đầu xe cũng rất là hầm hố, được bật lên trong đêm. Chó đen được sơn cái màu xám kết hợp cùng với ốp đầu LC 105 version 4 tạo cá tính riêng cho cái chiếc xế. Mặt đồng hồ cơ được thay đổi sử dụng đồng hồ Casio phiên bản dành riêng cái Exeter 155 số, được tích hợp rất nhiều chức năng được đo đạc hiển thị dành LCD kết hợp cùng với cái 7 màu sắc nền cho anh em tùy thích lựa chọn. Bộ ống xả được minh lại cổ bô bằng chất liệu là inox kết hợp cùng Oppo Spark, đem lại nhiều sự mới lạ hơn chiếc xế. Sử dụng cái mâm của JS 6 chấu, cái mẫu mâm này được cho là hợp nhất với cái dòng Exeter 5 số, ráp như zin mà không cần chế cháo bất gì kỳ. Chỉ dớt nhẹ lại cái cốc CNC, chỉ dớt nhẹ lại cốc km, cái tầm là vài chục ngàn đồng là hàng hảo. Sử dụng cái đèn hậu Wish, xuất xứ đến từ Malay, được nhiều em chơi Exeter 100 lớn hay dụng là cấu tạo full bóng LED ở bên trong 100%, vô cùng là mới lạ, phá cách, sắp xếp bóng hình chữ Y. Exeter 100 độ đầy cứng cáp đi kèm hơi thở như trời gầm. Cái chiếc Exeter 100 4 số không bao giờ bị lỗi thời, cũng như còn rất nhiều bạn trẻ đang tìm đến cái dòng xe này bởi cái sự đam mê cháy bỏng. Nhiều người còn cưng chiều cái cục vàng của mình hơn khi độ lại nhiều món đồ chơi cực chất. Ngoài tổng thể chiếc xe được giữ nguyên theo nhãn sức thì tem của nó cũng được dán lên thêm tính thể thao, đi kèm đó là vô số những món đồ chơi xinh xì đi kèm như là tay con, tay thắng của Rainbow, kính của Rizoma Tomok, v.v. Còn rất nhiều món đồ chơi nữa xuất hiện ở bên dưới. Cái bột chiếc tì chụp có CNC, cái đĩa của Carver mang cá CNC, phục bình dầu rời tem Holin hại não, full ốc quẹt đốc máy, số gãy đòi Spark Power, cable AM đầy quy lực và cá tính. Cảm ơn bạn giờ này là cái tiếp, nhớ like, share, subscribe.